Hello mọi người. Hiện tại Ngọc Anh đang đứng ở sân bay Phú Quốc. Hôm nay Ngọc Anh đi cùng với một người anh rất tuyệt vời của mình, đó là anh Bùi Quế Sơn. Anh bay ra từ Hải Phòng để tới sân bay Phú Quốc. Thì hôm nay Ngọc Anh ra đón anh Bùi Quế Sơn cùng với một giám đốc, đó là giám đốc BNI, đó là anh Phạm Tiến Dũng. Chúng ta sẽ đi vào sân bay để chuẩn bị đón anh Phạm Tiến Dũng. Đây là một trong những khung cảnh của sân bay Phú Quốc, các bạn nhìn thấy không ạ? Không quốc tế Phú Quốc. Các bạn, bao nhiêu anh chị các bạn đã từng tới với Phú Quốc rồi thì các bạn có thể chia sẻ cùng Ngọc Anh. Thì hôm nay Ngọc Anh sẽ đón một trong những người anh, một trong những người thầy của mình vào Phú Quốc. Và đặc biệt ngày mai thì Ngọc Anh sẽ đón thầy Phạm Thành Long, là một trong những người trao đi rất nhiều giá trị cho tất cả những anh em Eagle và trong BNI Hà Nội 6. Thì Ngọc Anh đã làm những cái backdrop, những cái banner để có thể chào đón tất cả những anh chị em tại Phú Quốc. Xin rất vui lòng được chào đón tất cả những anh chị em tại Phú Quốc. Xin mời anh chị và cùng với tôi, cùng với Ngọc Anh đi vào Phú Quốc. Đặc biệt là sân bay Phú Quốc thì có rất nhiều những cảnh đẹp tại Phú Quốc, các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Vâng, rất tuyệt vời luôn. Các bạn có thể theo tôi ạ. Bao nhiêu chị các bạn chưa tới Phú Quốc nhỉ? Thì có thể liên hệ với Ngọc Anh nhé. Rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần subscribe, đăng ký kênh YouTube của Ngọc Anh. Kênh YouTube của Ngọc Anh đó là kênh Stockton của Anh Official, là một trong kênh có thể chia sẻ cho tất cả các bạn về những cái giá trị, những cảnh đẹp tại Phú Quốc. Thì vào ngày mai, ngày 1 và đến ngày 23 tới thì có rất nhiều những khóa học tại Phú Quốc. Đó là những khóa học của BNI, đó là LT Mission, để các bạn được học, được chia sẻ, được kết nối với tất cả 500 anh chị em là chủ doanh nghiệp nha, là giám đốc và chủ một doanh nghiệp. Vâng, xin mời ạ. Vâng, rất tuyệt vời luôn. Chào thầy, chào cô. Xin chào. Hello các bạn. Này, tôi đang được đón một người thầy, cũng là một người anh tuyệt vời của tôi tại sân bay Phú Quốc. Thì tôi đã trực suốt từ trưa đến giờ để tôi có thể ra đón anh. Thì hiện tại hôm nay hai vợ chồng anh chị có thể vào Phú Quốc để chuẩn bị ngày mai, ngày 1 tham gia một cái khóa đào tạo của BNI, đó là LT Mission, một trong những khóa đào tạo chuyên sâu nhất mà có thầy Phạm Long cùng thầy Phạm Dũng ra để chia sẻ với mọi người. Anh có thể chia sẻ cùng mọi người về những cái kỷ niệm tuyệt vời mà khi tới Phú Quốc được không? Thế là lần đầu tiên đến với Phú Quốc và trải nghiệm đầu tiên đó chính là cái trải nghiệm đến một vùng đất mới. Nghe danh Phú Quốc đã lâu, hai vợ chồng cũng biết là Phú Quốc và cũng có lịch đi Phú Quốc cách đây 1 năm rồi, 2 năm rồi. Những năm nay mới có cơ hội đi Phú Quốc. Và khi đặc biệt là khi hạ cánh ở Phú Quốc lại có một một người bạn, một người em, một người học viên và một người đồng đội đang có mặt ở đây, đó là anh Ngọc Anh. Và khi mà có mặt đây có một người bản địa như vậy mà dẫn chúng ta đi thì có một, vừa rồi tôi có gặp một anh bạn nữa cũng cùng BNI hạ cánh ở đây. Anh đang đi taxi đến một nơi nào đó. Thế còn tôi làm sao? Thì có hai người bạn ở đây đang đón, và chắc chắn rằng từ giờ đến lát nữa khi mà trải nghiệm Phú Quốc này sẽ có những kỷ niệm tuyệt vời. Hãy đến đâu đó thì hãy có một người bạn tuyệt vời. Và nếu bạn đang xem video này, chắc chắn rằng là do một người tại chapter online đang quay. Và đây cũng là một thành viên của một chapter BNI online. Và tại sao như vậy? Bởi vì nếu mà là chapter online ở 63 tỉnh thành phố, nếu bạn là chủ doanh nghiệp, bạn chỉ cần ở trong chapter đó thì bạn đến đâu cũng có người bản địa, đến đâu cũng có đồng đội là thành viên của BNI đón tiếp bạn và sẵn sàng dẫn cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời. Thế nên hãy nhớ rằng cảm giác tự hào vô cùng khi có một người bạn đang có mặt ở Phú Quốc để dẫn chúng ta trải nghiệm. Vâng, rất là tuyệt vời luôn. Đây là những chia sẻ mà một người thầy cũng như một người anh trong cộng đồng của thầy Phạm Minh Long có thể chia sẻ cùng mọi người. Thì ở đây bên cạnh của anh ở đây đang là một người vợ, một người phu nhân lần đầu tiên tới Phú Quốc. Chị có thể cảm nghĩ của mình khi mà lần đầu tiên tới Phú Quốc được không ạ? Dạ, em cảm ơn anh Ngọc Anh. Và xin chào các bạn. Thì đây là lần đầu tiên thì vợ chồng em vào Phú Quốc, thì có những cái cảm giác rất là hồi hộp ban đầu và rất là hào hứng, và thực sự là rất là an tâm khi mà có trên chặng bay của mình. Khi mà đến nơi thì là lần đầu tiên đến Phú Quốc, nhưng mà có những người anh em, những người đồng đội đón mình tại sân bay rất là nồng nhiệt và đầy hào hứng. Thì thực sự đây là một chuyến đi mà đã trọn vẹn ngay từ những phút đầu tiên rồi, và em tin rằng chuyến đi này sẽ là một chuyến đi mà em sẽ không bao giờ quên. Dạ vâng ạ. Đây có thêm một người bạn nữa, một người bạn này chắc đã vào trước chúng tôi ở tận Hải Phòng, vừa bay vào Phú Quốc và đã gặp anh Ngọc Anh trước đây rồi, chắc chắn là có nhiều cảm nghĩ muốn chia sẻ. Vâng. Thật tuyệt vời khi được đến Phú Quốc, được sự chào đón nồng nhiệt của Ngọc Anh, một chuyên gia thẩm mỹ viện và là một cái người mà Eagle Cam nổi tiếng của cộng đồng BNI online. Thật hạnh phúc, và tôi khi mà đến đây thì tôi thấy là cái không khí ở đây thật là tuyệt vời, và sự nồng nhiệt của những cái người bạn ở đây. Và mong rằng là một cái cộng đồng BNI của chúng ta ngày càng phát triển hơn nữa và xứng tầm mang cái tầm vóc quốc tế. Vâng, cảm ơn ạ. Vâng. Xin mời.